Hello, xin chào các bạn, rồi xin mời các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay tiếp tục là một chuyến đi xa các bạn, lại đi giao chuột cho khách các bạn ơi. Từ hình như là từ ngày 28 hay là ngày 29 Tết gì đó, là mình liên tục có ngày nào cũng có đơn để mà giao xa hết các bạn. Đi từ một tiếng mấy trở lên thôi. Và đơn hôm nay thì mình giao từ nhà mình đến nhà của bạn đó là khoảng 1 tiếng rưỡi nha. Khoảng 1 tiếng rưỡi, đợt này xa hơn cái đơn cái clip hôm trước nữa, 1 tiếng rưỡi. Và ngày bữa nay là mùng 2 nha các bạn, bữa nay mùng 2, có thể là video này mình sẽ đăng muộn một tí, có gì các bạn thông cảm như mình nha. Đó, hôm nay là mùng 2 Tết và thành phố Trà Vinh của mình thì nói chung là rất là vắng người luôn, đường đi rất là thoải mái luôn nha. Giờ này người ta cũng đi về quê rồi, ta đi về các huyện hoặc là đi về các tỉnh nhỏ nhỏ khác để mà chơi đó. Chứ dịch thì nói chung là không, cũng rất, mình nghĩ là rất là ít người đi du lịch ở đâu đó. Đi về các tỉnh huyện nhỏ nhỏ để chơi đồ thì ok rồi, đường vắng như thế thì chạy xe khá là thích, khá là an toàn đúng không các bạn. Và sắp tới thì mình có một đơn gửi qua Bến Tre các bạn, đi qua Bến Tre nhưng mà về huyện đó nha. Đi thì cái đơn đó thì mình xem trên Google Maps là chạy khoảng 2 tiếng. Nếu như các bạn nào mà gần ở Bến Tre, ở thành phố Bến Tre mà muốn mua vật dụng hay là chuột gì đó thì nhắn trước cho mình nha. Nhắn từ ngay khi các bạn xem video này đó, mình sắp xếp để mà giao một lần luôn cho nó thuận tiện. Đó, ở Bến Tre nha các bạn. Các bạn nào ở khu vực thành phố Bến Tre rồi đó, ở trong Bến Tre thì nhắn cho mình mà mình sắp xếp mà gửi hàng cho các bạn luôn nha. Thì khoảng mùng 6 thì bên vận chuyển nó mới làm lại thì mình mới gửi hàng lại được. Còn hiện tại thì các bạn mua hàng thì mình mua kèm theo chuột nha, thì mình sẽ gửi, gọi là chạy đi gửi đó, mình sẽ lấy ship cao tí nha. Tại vì gửi mà chạy xe đi như thế này á rất là cực, với lại tốn thêm tiền xăng nữa, mà lấy thêm tiền xăng với lại một ít tiền công để mà mình đi xe gửi chuột cho các bạn nó an toàn nha. Rồi bây giờ mình nói cái đơn hàng hôm nay thì mình gửi đi gì đi ha. Hôm nay thì mình gửi một bé chuột màu trắng sọc vàng, rất là đẹp luôn. Đấy, bé này rất là VIP luôn nha các bạn. Một tí mình sẽ chèn cái video vô cái clip này để mà cho các bạn xem. Tại vì lúc sáng mình đi gấp quá, mình không có là quay chi tiết được. Mình có một quay một cái video nhỏ, một tí mình chèn vào nha. Bé này rất là đẹp luôn, mập mạp rất là đẹp luôn. Và một thùng đồ khá là to, mùng cưa, 2 chiếc queo, rồi bình nước, đế bình nước, thức ăn dặm, thức ăn giặt đó, rồi thức ăn hàng ngày, cắt tắm nữa. Nói chung là đầy đủ hết. Nói chung là bạn này mua để mà dự trữ xài trong mùa dịch luôn hay gì đó. Rồi thì nói chung là những cái đơn hàng xa thì các bạn lấy nhiều thì các bạn gọi là tiết kiệm được chi phí cho các bạn thôi, sẽ lợi chi phí hơn cho các bạn thôi. Mình quên nữa, đây cũng là một cái video quay theo yêu cầu nha các bạn. Cái bạn khách này bạn có yêu cầu mình là quay video gửi hàng luôn, thì mình cũng quay một cái video cho bạn đó vui, với lại cho các bạn xem luôn những ngày Tết nha. Đó. Rồi hiện tại thì khoảng 6 giờ rưỡi nha các bạn. Ở 6 giờ rưỡi trời cũng khá sáng rồi, mình đi sớm. Tại vì mình sợ đi chảy quá thì trời nó nắng các bạn. Không biết bữa nay nó có nắng hay là không. Không biết bữa nay trời nó có nắng hay không. Chứ hai hôm trước mình đi giao chuột ở đó thì trời rất là mát luôn. Đấy, rất là mát luôn. Hôm nay thì mình sẽ hy vọng trời mát để mà chạy xe rồi cho nó khỏe, với lại chuột nó không có bị sốc nhiệt nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha, tập trung vào đi nha các bạn. Rồi, như lúc nãy mình có nói, mình sắp tới mình sẽ có một đơn đi Bến Tre đó. Các bạn ở Bến Tre thì muốn đặt hàng thì nhắn vào fanpage giùm mình, nhắn vào cái trang đất thú cưng giùm mình nha. Mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả luôn. Đó, bạn nhắn đi rồi có gì trao đổi với mình. Đó, cần mua cái gì đó, trao đổi với mình. Rồi, ok hết thì mình sẽ gửi cùng với chuyến đơn với lại một bạn ở bên Bến Tre luôn nha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha, và mình sẽ quay lại cái hành trình gửi bé chuột này với lại cái đơn hàng này cho các bạn xem nha. Rồi nếu như mà các bạn thấy thích video này, đừng quên để lại một like và để lại một cái bình luận để mà góp ý cho những video sau mình làm được cải thiện nhiều hơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục đi nha. We were like no other, two hearts.
Ơi, ok các bạn, thì hiện tại thì mình đang đi qua một cái cánh đồng, hai bên đều là cánh đồng nha. Ở bên tay trái là hình như là người ta gặt rồi các bạn, người ta gặt lúa rồi. Ở bên tay phải thì chợ đằng kia cũng có một cánh đồng mà nó còn màu xanh, đó, đã chưa có gặt. Chỗ này thì trồng lúa, trồng dừa, chuối rất là nhiều. Ở miền Tây là trồng ba loại cái đó rất là nhiều luôn các bạn. Và mình đi khoảng 15 phút nữa sẽ đến nhà bạn đó nha. Đến nhà bạn đó. Nhà đó hình như trong hẻm bạn đó kêu mình đứng ở trước trước cái chỗ bán vật liệu xây dựng hay là cái gì đó. Alo bạn nó ra nhận hàng. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha, khoảng 15 phút nữa tới thì mình sẽ quay cái quá trình giao hàng cho bạn đó cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ alo bằng nói ra nha. Alo. Em ơi, hiện tại anh đang đứng trước cái vật liệu xây dựng bé hai á em. Rồi rồi rồi. Rồi 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 rồi. Rồi ok. Mời. Ủa, rồi em ấn kính này vô được không? Nói không? Ừ. Có túi để điện thoại vô không? Đây đây đây, chuột này em, chuột anh để riêng rồi. Anh để rồi, và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong cái đơn hàng của ngày hôm nay, ngày mùng 2 Tết đó. Vừa gọi là vừa đi giao hàng cho các bạn và vừa đi gọi là đi du lịch ngày Tết luôn nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tìm một cái quán ăn nào đó ăn với lại uống nha. Rồi vô quán cà phê nghỉ ngơi một tí nha các bạn. Thì chạy nãy giờ 1 tiếng rưỡi rồi cũng hơi là mỏi cái tay rồi các bạn. Một tí rồi mình phải chạy về được nha các bạn. Rồi ok, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Và đầu video thì mình có nói là sắp tới mình có giao một cái đơn đi Bến Tre đó. Thì các bạn nào cần mua hàng gì đó thì có thể nhắn cho mình nha, nhắn vô cái trang đó thông tin của mình rồi mình sẽ sắp xếp giao cho các bạn. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình, nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video này cho các bạn xem nha. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.